Gọi điện về chương trình, khán giả Bùi Văn Phúc tại Cẩm Thủy Thanh Hóa đã hỏi như sau: nhà tôi có khoảng 70 hecta trồng mía, sau khi thu hoạch mía thì tôi thấy có con sùng ở dưới đất, hỏi nguyên nhân cùng biện pháp khắc phục. Vâng, anh Phúc thân mến, với những thắc mắc của anh, chuyên gia đã có câu trả lời như sau. Vâng, với cái miêu tả triệu chứng ở trên trên cây mía, trên gốc mía thì đấy là cái con sùng mà đục gốc mía. Tức là cái con đấy là bản thân nó là cái con bọ cánh cứng. Thế và khi cái nhưng mà cái giai đoạn mà bị hại, giai đoạn mà côn trùng nó gây hại nhiều nhất thì lại là con sâu non. Đấy, và cái hàm nó rất khỏe, răng nó sắc và nó ở trong ấy. Và con lưu ý cho tôi là những cái trường hợp như thế này thì phần lớn là hại ở trên cái vùng đất, mà đất bãi, đất phù sa có thành phần cơ giới nhẹ, đấy, xốp, tơi xốp, đấy, thì nó có để giải quyết cái con này thì nó có mấy biện pháp như thế này. Khi mà chúng ta đã thu hoạch mía rồi hoặc thu hoạch mía rồi thì chúng ta nên ngâm, đưa nước vào, ngâm gốc mía nó chừng khoảng độ 1-2 ngày. Lúc ấy buộc con sùng non nó ở dưới gốc nó phải di chuyển đi chỗ khác, bởi vì nếu không thì nó sẽ không có không khí thở, cho nên buộc nó phải di chuyển lên chỗ cao hơn. Đấy là cái ấy. Còn khi mà nó hại, khi mà đã mía đang lên rồi mà nó hại thì bà con lưu ý này, tức là cái con này thì nó rất thích ở cái môi trường là cái phân chuồng mà tơi xốp đấy, thì nó hay đến. Cho nên là thỉnh thoảng thì ở trên ruộng mía ấy, chúng ta lát lên một khoảng gạch đường chừng khoảng độ nửa mét vuông này, xong chúng ta bỏ phân chuồng vào đấy thì ở chỗ xung quanh ấy là nó sẽ con bọ non ấy, nó sẽ di chuyển về đấy, nó leo lên đấy ngay, nó đánh hơi được là nó leo lên đấy để nó ăn cái mùn, bã mùn đấy. Thì chúng ta cứ 2 ngày chúng ta lại đảo cái phân đấy lên, chúng ta nhặt hết đi, nhặt hết con với đem về cho gà cho ấy nó ăn đấy, thì nó vừa là lợi mà nó không có. Nếu ta dùng thuốc khoa học thì cũng được, nhưng mà dùng thuốc khoa học thì một là rất tốn kém, thứ hai là cực kỳ ảnh hưởng đến môi trường. Đấy, cho nên là tốt nhất chúng ta nên làm theo cái biện pháp mà dân gian họ vẫn làm, là người ta bỏ phân chuồng tơi xốp, mà có nhớ là nó phải đủ ẩm, đừng khô quá nó khó, phải cái phân ấy nó phải đủ ẩm. Người ta đặt mô ở chỗ ở trên ruộng mía ấy, thì nó thu hút, nó hấp dẫn cái con sùng non nó về đấy, nó gây hại. Nó ăn cái đó, thì chúng ta cứ 2 ngày chúng ta bới một lần cái đống ra, xong rồi chúng ta lại nhặt sùng đi, rồi lại ấp vào thì 2 ngày sau nó lại đến, nó lại về, nó lại ăn ở đấy. Thì chúng ta cứ bằng cái phương pháp như thế, nhiều mô nhiều đống ở trong, thỉnh thoảng chúng ta bỏ một đống ở trong ruộng mía ấy, thì nó sẽ bằng cái cách như thế, chúng ta làm thủ công như thế thì nó sẽ rất có lợi cho môi trường.